Xin chào cả nhà, chào mừng đến phần 89 của bộ truyện. Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp, nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Cô gái vừa nghe những lời hắn nói thì rất bất ngờ, không chịu đựng được mà khóc lóc chạy đi mất. Tên này ngồi đó với vẻ mặt đắc ý không coi ai ra gì. Đang chạy thì cô gái va chạm vào một người phụ nữ. Người phụ nữ kia lập tức quay lại xin lỗi, tôi xin lỗi. Người phụ nữ đó thấy cô gái khóc lóc đến ấm ức thì cảm thương cho cô gái cô gái đó vừa xuống huấn luyện viên cùng bạn bè xung quanh đã đến an ủi tiểu thất đừng tạo áp lực cho bản thân quá em đã thể hiện được trình độ huấn luyện siêu phàm của mình và em đã đánh bại chính mình là được rồi không biết dù thắng hay thua nhưng em hãy vui vẻ lên các bạn xung quanh cũng an ủi hết mình cố lên tiểu thất đừng gục ngã chỉ vì một thất bại bọn mình sẽ ủng hộ bạn mãi mãi nghe đến đây tiểu thất dường như cũng trở nên vui vẻ hơn dưới sự an ủi của tất cả mọi người cảm ơn mọi người tôi chắc chắn sẽ làm việc thật chăm chỉ anh bên này cũng nhận ra người phụ nữ kia, không ai khác là Kim Cho Hinh. Anh tiến đến hỏi Kim Cho Hinh, cô không trở về nước à? Cô hoảng loạn tội lấy mũ che mặt mình lại. Anh nhận ra tôi sao? Rõ ràng là tôi đã giả vờ rất hoàn hảo mà, anh không quan tâm mà hỏi, cô đang làm gì ở đây vậy? Kim Cho Hinh bảo với anh, đêm qua tôi không thể ngủ ngon và tôi muốn nói với anh điều này, thế nên tôi mới tới đây, vốn dĩ tôi vẫn còn rất bối rối. Nhưng mà sau khi tôi nhìn thấy bọn họ, thì tôi đã quyết định nói với anh điều này. Nghe vậy anh có chút thắc mắc, cô muốn nói gì? Kim Cho Hinh nói với anh sự thật. Sở dĩ Du Chí Trang thắng là vì hắn dùng nước tăng cường để thi đấu. Đây là bí mật cốt lõi của đội đó, chỉ có một số ít người biết bí mật này. Cô nói thầm, đằng sau nước tăng cường chính là AI, nghe được điều này khiến anh rất bất ngờ. Cô nói tiếp, chính vì thiết bị gian lận này mà bầu không khí nội bộ trở nên hỗn loạn, bởi vì cần anh làm hài lòng huấn luyện viên, anh có thể có cơ hội thi đấu và tiến lên phía trước anh tái xanh mặt mày trong đầu hoảng loạn không tin được những gì cô nói tất cả đều là sự thật sao nước tăng cường được nhét vào mông và chúng cạnh tranh như vậy ở hậu môn thật sự không đau sao kim Cho hinh giàu dĩ ánh mắt cụp xuống nói với anh vậy nếu nó không đau thì sao là một đội có chuỗi toàn thắng liên đoàn bóng chảy sẽ luôn bảo vệ đội tuyển cờ bay và bảo vệ niềm tự hào này ở trên mc thông báo tiếp theo là lễ trao giải choi rong húp Huấn luyện viên trường đội tuyển bóng chảy quốc gia được mời lên sân khấu nhận giải thay mặt cho đội tuyển đội bóng chảy quốc gia. Ngay lập tức tên huấn luyện viên đó bước lên, vừa thấy mặt anh hắn đã lên tiếng: Đây không phải là anh tiền sao? Cảm ơn anh đã tài trợ cho cuộc thi này. Tôi sẽ lên và nhận tiền thưởng đây. Tên huấn luyện viên này cười nhạo anh. Đáng tiếc dù có tiền cũng không thể để đội Trung Quốc của mình giành chiến thắng. Suy cho cùng sức lực của anh chỉ có hạn. Và suy cho cùng cờ vây để làm nét văn hóa truyền thống của nước ta từ xa xưa còn đất nước trung quốc của các người chỉ là một lũ hề bắt trước chúng ta mà thôi nghe vậy anh nhếch mép chờ đợi sau đó anh đi lên hất vai tên huấn luyện viên tiến lên giành mic của mc vì đội bóng chảy quốc gia rất mạnh vậy thì tôi cũng muốn đến đòi hỏi từ mọi người choi rong húp anh thật tuyệt vời làm sao đám người bên dưới liên tục giờ dislike để anti anh rốt cuộc anh là ai sao lại dám thách thức chúng tôi rõ ràng anh không phải là tuyển thủ chính thức và không đủ tư cách thi đấu với đội vô địch thế giới và trận đấu này đã kết thúc từ lâu, ban tổ chức không quan tâm đến điều đó sao, người Trung Quốc còn có quy định gì không? Anh chế nhạo mọi người, ôi không, huấn luyện viên số một thế giới sợ tôi à, trò chơi này đã kết thúc, bây giờ tôi sẽ trực tiếp bắt đầu trò chơi tiếp theo. Ngay lập tức anh liền quẹt thẻ, bạn đã tiêu một tỷ, anh dơ tấm thẻ đen lên cao, đây là giải đấu cờ bay thế giới mà tôi tổ chức cho cô Jin, nó được gọi là Jin Cup. Nhà vô địch có thể nhận được một tỷ nhân dân tệ tiền thường, thế còn huấn luyện viên, tôi là cầu thủ duy nhất ở đây, ông có đủ can đảm để đưa đội vô địch của mình tham gia không một giải đấu mới mở ra khiến truyền thông bất ngờ chết tiệt một kỳ thủ xuất sắc để xuất hiện trong trò chơi cờ vây và thách đấu nhà vô địch thế giới ngay tại chỗ nếu đội bóng chày trung quốc vừa vô địch mà không tham gia thì tỷ tỷ sẽ sang trung quốc phải không trò chơi cờ vây lại gây sóng phóng viên đưa mic lên hỏi anh thưa ông ông có bao giờ nghĩ rằng số tiền này sẽ được đội bóng chày lấy trực tiếp không mục đích mà ông tổ chức cuộc thi này là gì anh vui vẻ thông báo mục đích của tôi rất đơn giản đó là vạch trần sự thật về việc đội bóng chày sử dụng nước tăng cường để gian lận họ kiêu ngạo như vậy vì cho rằng mình bất khả chiến bại nếu có nước tăng cường hôm nay tôi sẽ trao đổi bóng chày quốc gia biết rằng ngay cả khi các người sử dụng thứ bẩn thỉu như nước tăng cường tôi cũng sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước các người nghe đến đây mọi người ở dưới khán đài xôn xao nước tăng cường đội cờ vây quốc gia dùng nước tăng cường để gian lận à nếu đội cờ vây không dám nhận lời thách đấu chẳng phải là các người đang gian lận sao jin bảo với anh lâm tân đừng bốc đồng, nước tăng cường có hỗ trợ AI đó. Tên huấn luyện viên đen mặc nhìn Jin, chắc chắn là con khốn này đã tiết lộ bí mật, các người nghĩ rằng có thể đánh bại tôi nếu các người cho một người đàn ông giàu có đến đâu sao. Đội tuyển quốc gia là bất khả chiến bại, khi ta về bang, ta muốn các người sống không bằng chết. Cả hai giao lưu sâu sắc, tên huấn luyện viên lên tiếng cười nhạo anh, ha ha, thưa ông, tôi thừa nhận ông rất giàu, nhưng cờ vây không phải chỉ có tiền mới chơi được. Tôi có thể từ chối lời khiêu khích vụng về của ông, nhưng nó liên quan đến danh tiếng của đất nước tôi, nếu ông muốn tự lừa dối mình, tôi sẽ giúp ông. Tuy nhiên, nếu ông thua, ông phải quỳ về xin lỗi đội cờ vây quốc gia của chúng tôi trước toàn thế giới, tôi cũng phải thừa nhận rằng kỹ năng chơi cờ của đất nước tôi là tốt nhất thế giới." Anh nghe vậy cười nhạo, "Nếu các người có thể đánh bại tôi, tôi sẽ làm tất cả, nhưng nếu các người thua, hãy làm điều tương tự mà các người vừa nói." Anh cùng tên kia bắt đầu vào trận đấu, "Nào, hãy bắt đầu trò chơi ngay bây giờ." Jin ở sau nhìn anh với cái khuôn mặt lo lắng lâm tân anh vui vẻ bảo yên tâm đi tôi đã có được kỹ năng chơi cờ vây từ lâu rồi nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng chúng lần này hãy để đất nước của các người mở rộng tầm mắt mc hô lớn cuộc thi cúp ngọc trai vàng chính thức bắt đầu tên kia kiêu ngạo đặt cờ xuống nói với anh anh thậm chí không biết cách thực hiện một gốc và anh vẫn muốn đánh bại tôi sao hãy cầu xin lòng thương xót ngay bây giờ và tôi có thể làm cho cuộc thi này của anh bớt xấu xí hơn nhưng anh không quan tâm cười nhạo lại cho dù cậu có vô liêm sỉ đến mức nào khi ăn cắp văn hóa trung quốc của chúng tôi thì cuối cùng cậu cũng chỉ bắt chước con hổ giấy tôi không thể hiểu được bản chất của nó thi đấu cờ vây là một trò chơi bao vây và hủy diệt trong một không gian nhỏ sự cạnh tranh không chỉ là kỹ năng mà còn là tâm lý cậu không bao giờ biết ai là người chiến thắng cho đến giây phút cuối cùng tên đó coi thường anh giả vờ bí ẩn anh cười nhạo lại tự mãn quá sớm chỉ khiến sự thua cuộc của cậu trở nên xấu hổ hơn mà thôi tên kia nghe đến đây thì tức giận khi anh quỳ xuống cầu xin sự thương xót thì hãy xem miệng anh có còn cứng rắn như vậy được nữa không bàn cờ được hai bên đặt nép sang một bên tên này trở nên lo lắng anh ta anh ta thật sự có thể nhìn thấu ý định của mình và cắt đứt nước cờ vua của mình làm thế nào để mình xâm phạm lại lãnh thổ của anh ta lúc này anh đứng dậy đặt một quân cờ xuống lại một con vào giữa đánh và bắt lại nhưng không quay lại ánh mắt anh lé lên tia sáng như nhìn thấu hồng trần ai cậu có đủ khả năng để đi vào ngõ cụt mà tôi đặt ra cho cậu không ok video hay ho hôm nay đến đây đã kết thúc nếu thấy hay đừng quên cho xì bích một like và một đăng ký kênh nếu cảm thấy chỗ nào cần cải thiện có thể bình luận để góp ý cho xì bích bây giờ thì xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người